Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ bộ đề lý thuyết lái xe ở Mỹ, bang New York, đề số 1. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.